làng cờ thế giới vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt này dẫu ông đã bước sang tuổi 61. Đó chính là Eugenio Torre. Ở tuổi 22, ông đã trở thành đại kiện tướng quốc tế đầu tiên của khu vực châu Á và xếp vị trí thứ 17 thế giới. Năm 1976, ông hạ đương kim vô địch thế giới Anatoly Karpov ngay tại thủ đô Manila, quê hương mình. Ông còn là bạn thân của huyền thoại Bobby Fischer và từng là trợ lý cho tay cờ số 1 nước Mỹ mọi thời đại trong cuộc chiến giữa Fischer và Boris Spassky tại năm 4 năm 1992. Hôm nay đã qua thời trai trẻ và khiêm tốn đến với giải HD băng chỉ với vai trò là hạt giống số 12 với Elo 2502. Nhưng chỉ cần sự xuất hiện của cây đại thụ làng cờ châu Á này cũng đã đủ để truyền cảm hứng cho các thế hệ mới của cờ vua châu Á hôm nay. Thật vui mừng khi quay trở lại Việt Nam để chứng kiến những sự phát triển vượt bậc của làng cờ Việt Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã trở thành cường quốc số 1 của làng cờ Đông Nam Á, với cái tên Lê Quang Lim đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển thần kỳ đó. Tôi đã già rồi và sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến những nước cờ sáng tạo. Tôi rất vui khi hội ngộ tại đây để chứng kiến cuộc cạnh tranh của những tay cờ thế hệ mới, những kỳ thủ sẽ làm rạng danh làng cờ châu Á chúng ta trong một tương lai không xa. Hôm nay đã qua thời hoàng kim, nhưng ông vẫn háo hức đến với giải để chứng kiến sự tiến bộ của làng cờ châu Á thông qua những cuộc hội ngộ thú vị của thế hệ mới, như Lê Quang Lim đấu ký cùng Groben ở bàn 1. Tại bàn 3 là cuộc đối đầu giữa đội trưởng đội tuyển cờ vua Trung Quốc Nihua và Tan Kweo Yang đến từ Singapore. Thú vị nhất là giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn đỏ sức cùng chuyên gia cờ vua Việt Nam đến từ Ukraine, Mikhailin Vasiliev. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới gặp lại Sơn trổ tài ở một giải trong nước, và như thường lệ, đó vẫn là một Trường Sơn luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách đặc biệt. Đất nước các bạn đang sở hữu kho báu quý giá là các vận động viên cờ vua trẻ tài năng cùng với sự quan tâm của xã hội. Tôi tin rằng cờ vua Việt Nam sẽ còn tiến xa. Môn cờ nói chung và cờ vua nói riêng phù hợp với tố chất thông minh của người Việt. Và thực tế, các bạn đã sản sinh ra những kỳ thủ hàng đầu khu vực và thế giới. Tôi đánh giá cao giải đấu này và HD Băng đã trở thành một trong ba giải quốc tế lớn thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ vua thế giới được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. HD Băng là giải đấu có tiền thưởng kỷ lục ở Việt Nam 30.000 đô la Mỹ, thu hút 93 kỳ thủ đến từ 14 quốc gia toàn thế giới. Vì vậy, khí hậu thành phố Hồ Chí Minh có thể quá nóng với kỳ thủ này mà cũng rất lạnh đối với một tay cờ khác. Vì là giải nam nữ đấu chung với nhau nên hôm nay cả hai đồng đội Thiên Kim Thiên Hải bất đắc dĩ trở thành đối thủ của nhau. Bên cạnh những cuộc đối đầu không cân sức khác giữa chàng kỳ thủ nhí Li Quang Xiang đến từ Trung Quốc và đàn chị của làng cờ vua nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh An, hay như Trần Quốc Dũng buộc phải trổ tài cùng cô bé Gao Hang Xue. Bên ngoài phòng thi đấu và trên Internet, người hâm mộ phấn khởi theo dõi các trận đấu của Lim, Sơn và Nihua lần đầu tiên được truyền trực tiếp từ ba bàn cờ điện tử có gắn các vi mạch bên dưới các quân cờ. Giải kết thúc vào ngày 7 tháng 2 và chắc rằng sẽ có thêm nhiều nước cờ bất hủ bổ sung vào kho tàng kiến thức vô tận của lịch sử trí tuệ nhân loại.